kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng nay sau khi đi vào khu vực biển phía tây bắc của đảo Luzon, Philippines, bão số 9 cơn bão Bopha đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó đến trưa nay thì áp thấp nhiệt đới đã suy yếu hoàn toàn thành một vùng áp thấp với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km, tiếp tục suy yếu và tan dần. Trong khi đó, trên khu vực đất liền, lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ yếu vẫn chi phối thời tiết các tỉnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai. Do vậy, trời vẫn nhiều mây, độ ẩm không khí vào khoảng thời gian nửa đêm và sáng hầu hết đều trên 90% và sương mù vẫn xuất hiện ở nhiều nơi, trong đó một vài nơi còn có thể có mưa nhỏ. Riêng vùng núi cao như ở tại Mẫu Sơn, Mù Căng Chải, Sapa hay Tam Đảo, sương mù khá dày và có thể kéo dài đến gần trưa, vì vậy tầm nhìn nơi đây bị giảm mạnh. Nền nhiệt trong đêm nay ít biến đổi, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ ở vùng đồng bằng và trung du. Riêng các tỉnh vùng núi thì nhiệt độ thấp hơn khoảng từ 2 đến 4 độ. Ngày mai trời vẫn còn nhiều mây nên biên độ nhiệt trong ngày thấp. Tuy nhiên nhiệt độ cũng nhích lên đôi chút, với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức từ 20 đến 23 độ. Riêng tại khu vực Tây Bắc có nơi trên 24 độ. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Hà Tĩnh, thời tiết có phần ấm hơn các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao hơn khoảng 2 độ. Trong khi đó, thì các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế, lượng mây bao phủ không nhiều như phần phía Bắc, ban ngày đôi lúc có nắng nhẹ nên nhiệt độ cao hơn khoảng từ 2 cho đến 4 độ so với phần phía Bắc. Nửa phía nam của lãnh thổ nước ta thì các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mang kiểu thời tiết khác hẳn với phần phía Bắc. Nền nhiệt cao, nắng nhiều và tình trạng ít mưa đã kéo dài trong nhiều ngày nay trên toàn khu vực. Do vậy, cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng, đặc biệt là với những cánh rừng thuộc khu vực Tây Nguyên. Do ở đây, tuy nền nhiệt không cao nhưng độ ẩm không khí khá thấp và khô hạn đã kéo dài trong nhiều ngày nay. Tại khu vực Nam Bộ thì vẫn còn mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng sớm, nhưng đến trưa thì nắng xuất hiện và kéo dài cả ngày, khiến nền nhiệt cao nhất trong ngày cũng phổ biến từ 31 đến 34 độ, trời khá oi nóng. Khoảng đêm ngày 10, ngày 11 thì không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu, trong khi đó thì trên cao dòng xiết gió Tây hạ thấp dần. Do vậy, các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, đôi lúc có mưa và nhiệt độ có xu hướng giảm, cảm giác rét gia tăng. Tại các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn ổn định và trời phổ biến ít mưa, có nắng cả ngày. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Sáng nay, sau khi đi vào khu vực phía Tây Bắc của đảo Luzon, Philippines, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đến trưa nay thì áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp nên thời tiết trên Biển Đông ổn định dần, gió suy yếu, tầm nhìn thoáng và biển êm trở lại, thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, sương mù vào đêm và sáng, trời rét nhẹ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng, nền nhiệt cao, thời tiết khá thuận lợi cho sinh hoạt cũng như là giao thông của người dân trong khu vực. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.